Yes sir. Đi du lịch Phú Quốc với cả công ty thì nói thật với các bạn là chuyến này là đi cùng với lại cả công ty. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhà tôi đi du lịch không như những lần trước là đi là có hai vợ chồng đi thôi. Thì thích chơi gì thì chơi, thích làm gì làm thoải mái, nhưng mà lần này chuyến đi này lại có thêm cả ông nhõi này nữa. Thế đâm ra là rất là vất vả. Con tôi thì mới được có 4 tháng rưỡi thôi. Nó cũng gọi là nhỉ, gọi là ừ đấy, 4 tháng rưỡi còn chưa được 5 tháng. Thì cháu vẫn còn đang rất là nhỏ. Ăn ngủ thì cháu phải ăn ngủ đúng giờ. Ăn ngủ thì cháu phải mẹ kiểu giờ nào ra giờ đấy, ăn là phải đúng mẹ mới tiêu chuẩn, ngủ là phải đúng giờ giấc. Thế cho nên là đi cái chuyến du lịch này là mẹ đảo lộn hết giờ sinh hoạt. Đúng là kiểu mẹ phải chuyển chỗ trông con thật sự luôn, chuẩn mẹ luôn. Là chỉ có trông con thôi mà đến đúng ngày cuối cùng là tôi bắt đầu mới được thả. Tôi mới được mẹ vợ tôi thả xích ra cho tôi buổi buổi tối, là hôm đấy là bảo thôi được rồi. Tối nay em cho anh đi ăn cùng với lại cả công ty, nghĩa là mọi người đi vào trong thành phố để ăn nữa thứ, thì cách cái chỗ bọn tôi ở phải đâu đấy khoảng mấy chục km, nhưng mà chúng ta sẽ cứ lần lượt từng từ lần lượt đấy. Bắt đầu ngày 30, sáng ngày 30 là sáng sớm ngày 30 là chúng tôi bắt đầu lên đường. Là giờ này là khoảng tầm 5 giờ sáng. Điện thoại tôi chụp 5 giờ 37 là thằng cá là tôi đã phải dậy. Mẹ. Bình thường mình người lớn mình đang ngủ mà có người dựng mình dậy để mà để kiểu bắt mình đi là mình đã khó chịu vãi lìn rồi. Đây lại còn trẻ con nữa. Mẹ đang ngủ vãi lìn. Ông bà già dựng mẹ lên, hiểu? Ông già nhấc mẹ lên, bà già nhấc mẹ lên bảo thôi, đi con ơi, đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi, lên đường. Thế là lên xe. 5 giờ sáng là có nhà tôi, nhà chị Trang thì anh Độ đi sau, có nhà tôi, nhà chị Trang này. Nhà tôi với nhà chị Trang là đi. Thì lúc bọn tôi lên xe là thấy anh Độ vẫn còn đang ngồi live stream. Vãi lìn không biết chơi game gì mà lúc mà lên xe chị Trang bảo anh Độ mày vẫn đang live stream mà. Ôi giời ơi. Vẫn ngồi live stream được gần 6 giờ sáng rồi vẫn ngồi live stream nữa. Thế là một gia đình tôi đi. Thì đi xe 16 chỗ là có nhà chị Trang này với lại cả nhà em chị Trang nữa đấy. Cái nhà tôi. Thì bởi vì bọn tôi vào trước. Đấy, chứ không đến buổi chiều bay thì nó lại buổi chiều bay nó bị kiểu giờ bay nó bị đổi ấy, tức là phải cho nhà nào mà có trẻ em ấy thì đổi cho chuyến bay sáng để đi trước để vào nơi còn có nghỉ ngơi, có thời gian nghỉ ngơi này kia đó. Thì thôi thì mình chịu khó mình dậy sớm một tí, mình đi trước một tí cũng được. Nhạc hơi to đúng không? Nhạc nền có vẻ hơi to nhỉ? Tôi cho nhỏ đi tí. Đấy. Thì bọn tôi lên đường. Đây. Chào Như Nhi. Đây là chị Lành. Xin chào Như Nhi. Trời tối quá. Cô Huyền chứ. Cô Huyền. Chú Cương đấy. Cô Hà. Chết. Chả ai phải ăn kìa nào. Đấy, ngoan không? Ngoan không? Bạn thấy Nhu Nhi có thứ ngoan không? Chào chú Quang. Ngoan dã man. Được thật sự. Anh Moi lúc đấy đang đi ăn cướp à? Đang chơi cái trò gì đúng không? Không phải là ăn trộm đúng không? Thì đó, thì khi mà bọn tôi đến sân bay thì lần này bọn tôi bay của Bamboo. Đấy, lần này bọn tôi bay Bamboo bởi vì bay chuyến đông thì bay Vietnam Airlines thì nói thật với các bạn là đặt vé bay chuyến đông mà công ty bay Bamboo thì giá nó sẽ được hỗ trợ và ưu đãi hơn rất là nhiều. Rẻ rất là nhiều. Lần này chuyến này bọn tôi đi công ty là hơn 70 người. Hơn 70 người các bạn ạ. Đông dã man, đông phải gấp đôi năm ngoái. Năm ngoái bọn tôi đi có một xe 45 chỗ thôi, năm nay đi hai xe các bạn ạ. Dã man. Đông chưa? Đấy. Sang cái năm sau tôi nghĩ là nó phải thêm khoảng 100 người đấy, nó phải dã man như thế. Đó thì đây là bọn tôi đi xe buýt để ra máy bay. Máy bay sẽ đưa mình từ từ chỗ mà check in để ra máy bay đấy. Đó. Idol lần này đi chỉ có hình ảnh của idol thôi. Bởi vì nói thật với các bạn là này đi bố mẹ có chơi cái gì đâu, có được đi chơi đâu. Trong toàn phục vụ ông này chính vua mà. Thằng thì chú Huy thì xách xe đẩy, chú Tùng béo thì xách túi, bố thì đeo ba lô, mẹ thì bế. Đấy, thì thoảng bố mẹ thay nhau bế. Như thằng này vua mà. Các bạn biết không, nó đang sướng ấy. Nó được nhìn người, nó được bao nhiêu người, nó được nhìn thấy người, xong rồi nó được nhìn nhiều thấy thứ lạ lẫm ấy, nó đang sướng ấy. Nó đang hò hét lên đấy. Đấy các bạn thấy không? Nhờ. Trông sướng không? Trông nó đang khoái không? Cái chơi vui nha. Được hai quả má uy tín, ai cũng muốn kiểu mà kiểu
đấy, ai muốn kiểu kiểu sờ vào hai quả má uy tín dã man. Đấy, nó thay đổi không? Ngày trước đi chơi thì chỉ có ảnh của mình với lại ảnh kiểu chụp anh em linh tinh, bây giờ mẹ đi chơi toàn ảnh con cái á, dã man thật. Chơi vui nhỉ? Đấy, vui chưa? Vui chưa? Rõ ràng là vui chứ còn gì nữa. Nó vui thế còn gì nữa. Đó thì khi mà bọn tôi lên đến máy bay thì nó lại là một câu chuyện khác. Đi theo đoàn công ty thì đặt vé máy bay thì chắc chắn là chỉ có vé hạng thường thôi, đúng không? Lấy đâu ra mẹ mình ghế to rộng rãi ngồi như này. Nhưng không, lần này bọn tôi đi thì lại thật tình cờ và thật bất ngờ. Nó là một sự bất ngờ mà chắc là tôi nghĩ là chị Trang với anh Boom là cũng hẹn nhau. Chắc là cũng hẹn nhau. Thì cái chuyến này lại là anh Boom lại là cơ trưởng của chuyến bay. Yes. Tuyệt vời một cái là chuyến bay này lại không có một ai book vé hạng thương gia cả. Thế cho nên là tất cả những cái ghế ở trên hạng thương gia này đều trống hết. Đấy. Thế là thật tuyệt vời là nhà có trẻ em. Thế là anh Boom lại xuống. Anh Boom bảo: ơi, lên 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 lên. Anh em bắt tay nhau chào nhau trước đã, xong rồi lên đây lên đây lên này. Thế là anh Boom dắt vợ chồng tôi, chị Trang với lại Tùng Sói Nhu Nhi với cả chị Lành lên. Ngồi mẹ mày hạng thương gia các bạn ạ. Xịn vào. Vợ chồng tôi hiểu mẹ lần đầu được đi hạng thương gia không? Chụp ảnh tự sướng các kiểu, mẹ sống ảo các thứ điên loạn lên. Đăng cả bài cảm ơn công ty vì đã mẹ kiểu như kiểu công ty book cho vé hạng thương gia để đi chơi ấy. Sống ảo các thứ dã man luôn, ấm luôn. Đấy. Thế là vợ chồng tôi ngồi được ghế rộng, chuyến đi ngồi quả ghế rộng dã man luôn. Chuyến về thì mẹ không có anh Boom nữa. Thay vào anh Boom là chú Tùng Béo. Đấu ma. Đã bảo chị tiếp viên là: chị ơi xếp cho em cố gắng là nhà em có trẻ em, nếu mà có nhiều ghế trống thì xếp cho em một cái hàng ghế mà kiểu nhà em ngồi hai người nhưng mà ngồi hàng ghế ba đấy. Ví dụ thế. Ghế là kiểu có ba mà đúng không? Một hàng ghế là có ba thì ví dụ như có nhiều ghế trống thì có thể xếp cho mình kiểu ngồi trống ra một ghế để mình rộng rãi thoải mái để chăm cháu. Thì chị bảo: ok để chị xếp cho, chị xếp cho. Chị xếp con mẹ Tùng Béo vào ngồi luôn. Thế là hàng ghế tự nhiên thành ghế ba rồi, thành con mẹ, hai vợ chồng tôi ngồi một ghế mẹ rồi, bởi vì chú Tùng Béo to vãi à cứt. Mẹ một bên là vợ tôi, một bên là chú Tùng Béo tôi ngồi giữa, tôi ngồi kiểu vãi lộn. Tôi mà chỉ cần động khuỷu tay này sang một tí là đập vào đầu thằng cá. Thì cũng có mấy pha kiểu tôi ngủ kiểu mấy pha tôi kiểu ngủ ấy, ngồi trên ghế xong tôi ngủ quên phát xong tôi giật mình, tôi cũng kiểu uýt tay sang mẹ kiểu đầu thằng cá ấy, là vợ tôi quay sang sấy tôi bài mẹ, sấy vãi lìn luôn. Xong rồi quả mẹ kiểu Tùng Béo ngồi ngay bên cạnh nữa, vãi lìn. Ừ, đang ghế 3 thành có mẹ ghế 1 luôn mà. Đầu mà. Chị sếp ác thật sự luôn. Bad chip. Nhưng cũng còn may, đỡ hơn. Mẹ mà sếp ngồi cạnh thầy nữa thì còn khổ hơn. Mẹ mà thầy ngáy cho thì thôi, cả bố cả con cả mẹ đéo ngủ được. Nhưng mà cũng trộm vía là bé cá đi máy bay thì chuyến đi thì bé chỉ khóc, cá chỉ khóc có một tí tí thôi. Lúc mà hạ cánh khóc tí tí thôi, xong rồi bố lại cho xem mẹ kiểu chú Báo Hồng phát là lại nín ngay, lại ngồi ngoan. Chuyến về thì lại không khóc tí nào, ngủ cả chuyến, thật là tuyệt vời. Đấy, trộm vía. Đây là lúc đi nhá, đấy chưa, tự sướng chụp ảnh các kiểu đấy, đó. Mấy khi được ngồi hạ thương gia các bạn, đồ má chụp điên đoạn lên chứ. Điên luôn chứ. Quay cả clip đi. Đấy. Đây là Tùng Sói. Tùng Sói đang ngồi xem hướng dẫn an toàn. Nó bảo chú Quang, chú đi máy bay là chú phải đọc hết những cái hướng dẫn này đấy. Nó cũng kiểu nhân văn. Cũng bảo chú là chú phải đọc, chứ chú đi rồi chú không đọc là không được an toàn đâu đấy. Trưởng thành rồi. Ui, tôi có một đoạn mà mây kiểu đẹp vãi lìn luôn. Tôi quay về cho các bạn xem. Biển mây luôn anh em. Như kiểu thiên đường ấy. Mỗi tội là cái cửa kính nó hơi mờ tí thôi, không được nhìn, quay cho anh em nhìn nó không rõ. Đây, lúc mà bọn tôi gần đến Phú Quốc là từ trên nhìn xuống là đã thấy khách sạn và các thứ rồi. Đấy.
Đó, đi thêm một tí nữa là đấy, cái chỗ mà bọn tôi ở. Đâu nhỉ? Chỗ bọn tôi ở đâu nhỉ? Không, đây là hình như là trong thành phố. Đây không phải chỗ bọn tôi ở. Đoạn này đoạn trong thành phố hay sao ấy. Đẹp nhờ. Cái gì hôm qua anh vào coi live muộn không biết anh Độ. Anh em trong team nhiều trẻ nhỏ mua luôn cái là đi cho chủ động. À, mua luôn chuyên cơ á. Khổ. Chuyên cơ chỉ đi được gia đình thôi. Còn mạng đây là đi cả công ty cho nên là anh Độ kiểu muốn đi chung với cả công ty cho vui ấy. Chứ còn nếu mà đi mỗi gia đình không thì anh Độ đã mẹ mua đi chuyên cơ rồi. Ở đó thì đây là trên cái xe buýt mà đưa bọn tôi từ sân bay Phú Quốc vào bên trong để bọn tôi làm thủ tục check out lấy hành lý để đi về khách sạn. Đây, anh Boom này. Anh Quy Boom nha các bạn. Anh Boom mà ngày xưa chơi GTA với nhau, quen nhau đấy, anh em mới chơi với nhau đấy. Đó, thì anh em bọn tôi gặp nhau ở ngoài bao nhiêu lần rồi chứ đây không phải là lần đầu tiên. Anh Boom qua công ty có đánh bia các thứ với tôi mấy lần rồi cơ. Đó, thì các bạn nào chưa biết thì đây là anh Boom. Wow. Đây, đây là cái phòng khi mà bọn tôi đến này. Uyên ương à, Uyên ương à. Có cái trang trí ở đây thì Tùng Sói với Nhu Nhi đến nhảy mẹ vào phát thế là bung bét hết luôn cái mẹ mà trang trí luôn, đề co luôn. Từ mẹ mà con voi hay là mấy con gì đây này, cáo sói hay là mấy con gì đây này bung bét hết luôn rồi. Người ta trang trí mất cả ngày, mấy ông cu con lên phát nhảy phát bung bét hết luôn. Thế chị ở phòng này nhá. Chị Lành ở bên kia, bọn em ở tầng 1 nhá. Toang luôn. Em ở tầng 1 chốt luôn nhá. Chưa kịp chụp ảnh gì cả. Báo thật chứ. Cho có ở dưới đó có cái nôi chị ạ. Thấy có cái nôi ở dưới. Mình có chơi gì ở đây đâu chị Miu. Thoải mái. Bọn tôi đi chơi gì bọn tôi lại sang phòng khác mà. Đây là cái villa mà bọn tôi ở. Căn villa này thì có 4 phòng. Tầng 2, 2 phòng. Thì đúng ra nó sẽ là như này. Đúng ra là bên khách sạn họ lại không biết. Họ lại sắp xếp là cho phòng của anh Độ với chị Trang ở trên tầng 2. Thì phòng anh Độ với chị Trang mà ở trên tầng 2 rồi thì phòng bên cạnh phải là phòng của chị Lành là chị giúp việc để trông hai thằng cu. Thì đúng ra là bọn tôi phải ở trên tầng 2 để cho anh nhà anh Độ ở dưới tầng 1 bởi vì cái phòng của nhà tôi thì là giường đôi, có một cái nôi. Nhưng mà ở phòng bên cạnh là phòng của nhà thầy Onip, nó lại là hai giường đơn. Đấy, mà vợ chồng nhà thầy đợt này đi là cũng tính là sản xuất thêm đứa nữa. Nhưng mà lại dính ngay vào quả phòng hai giường đơn. Hay là tôi với chị Trang là cứ chăn trở mãi. Suy nghĩ mãi là không biết là thầy mẹ có dỗi không. Không biết là thầy có dỗi không cái việc là mẹ để cho thầy ngủ phòng hai giường đơn không. Thế xong rồi mãi sau tôi bảo chị Trang là chị yên tâm. Chị yên tâm. Kiểu gì kiểu mẹ mình cũng ghép được hai cái giường đấy vào ấy mà. Thế xong cuối cùng là hình như là ghép vào hay như nào đấy ấy. Tôi cũng không biết nữa. Ừ, tôi không biết nữa nhưng mà có vẻ thầy khoái lắm. Thì hai vợ chồng thầy chuyến này là đi là trốn. Con đi mà. Để hai đứa ở nhà cho ông bà trông mà. Hai vợ chồng đi không thôi mà. Thì tôi đoán là chuyến này đi chắc là về thêm đứa nữa. Tôi đoán thế. Thầy máu lắm. Thầy máu đẻ lắm. Thầy bảo phải đẻ 4-5 đứa cơ. Đấy, mẹ, các bạn nói thật với các bạn là con cái nó cũng là của trời cho. Với cái thứ hai nữa là nếu như mà mình có điều kiện, như nhà thầy có điều kiện ấy, nhiều đất đai, nhiều nhà cửa thì chia cho mỗi thằng một cái. Đẻ 5 đứa thì chia 5 căn thì cũng chưa hết. Thì cứ đẻ thôi, đúng không? Mẹ, bây giờ ví dụ như nhà tôi đi không có điều kiện, bây giờ ví dụ như thế. Bây giờ tôi là ở quê là tôi có mỗi mảnh đất ở quê thôi. Bây giờ thằng cá là ví dụ sau này thằng cá là đấy, mày có mảnh đấy. Đẻ đứa thứ hai là con gái thì ok, con gái đi lấy chồng thì đỡ. Nhưng mà đứa thứ hai mà là con trai nữa thì thôi lại phải mẹ mày cắn răng cắn cỏ lại phải đi vay mượn, lại phải mua mảnh đất ở quê nữa để cho một thằng nữa. Đúng không? Mẹ bây giờ mỗi thằng là phải một mảnh đất rồi. Vãi lìn. Chuẩn, tin chuẩn. Chuẩn. Đây là cái phòng khách lúc bọn tôi đến này. Đấy thì người ta cũng có kiểu hoa quả với các thứ bánh trái các kiểu linh tinh. Đây là khoảng 5 phút trước thảm họa của Tùng Sói. Thì giờ này là khoảng 12 giờ. Thì là cái phòng ở tầng 1 cái là phòng của cháu cá.
Thì lúc lúc đầu thì đến thì cháu cá chưa ngủ, nhưng mà khoảng 10 phút sau thì cháu cá bắt đầu đi ngủ. Thì Tùng Sói với thằng Nhu Nhi này, hai thằng cứ nô thôi. Mẹ quát một lần không được, mẹ quát lần thứ hai vẫn không được. Lúc sau tôi vẫn nghe tiếng quát vọng lại. Nhưng lúc sau đến lần thứ tư không nghe tiếng quát nữa mà chỉ nghe thấy tiếng. Lúc sau đồ ăn đến, cháu Tùng xuống với một khuôn mặt rất buồn, rất suy, không nói năng gì cả. Đưa cái gì cho ăn là ăn cái đấy, ngồi im. Thằng Nhu Nhi mẹ mình ngồi im luôn. Để mà hai thằng ngồi im, ngồi im thin thít, đưa cho gì là ăn cái đấy. À, không dám cãi, không dám nói gì cả. Bây giờ đang chạy nhảy này, tủ tiếp các thứ này. Lúc đầu nhá, là mấy cái tủ này là chúng nó chui vào đấy, chúng nó trốn, chúng nó mở hiếp các thứ ầm 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 lên, trốn hết vào tủ tiếp chơi. Thì lúc đấy là ok, hắn sớm vừa đến. Đi với vợ nhưng mà à, lúc sau cháu cá đi ngủ rồi, em cá đi ngủ rồi. Đấy. Thấy vợ mỗi người nằm giường, đúng ý thầy còn đéo nữa. Chị Miu ơi, hai giường đơn như này là đúng ý thầy ấy. Em nghĩ là thầy thích nằm riêng với vợ hơn. Thì hai giường đơn là đúng ý thầy ấy. Thầy muốn nằm riêng, không muốn nằm chung với vợ. Thầy muốn riêng tư. Đấy, 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 bắt đầu chạy vào rồi đấy. Còn đây là phòng của tôi. Đấy, bắt đầu đấy, đấy, đấy. Mắng rồi, mắng rồi, mắng rồi. Mắng rồi, mắng rồi. Ờ. Cá béo, cá béo. Cá béo, đây là cái nôi của cá này. Đây là view phòng ngủ. Đấy là mới phát đầu ấy, chưa. Ôi, chưa vào, bơi, chưa vào việc. Sáng mình bơi ở cái hồ kia được không? Cá voi. Cứ nghịch đi, đang vui mà, vẫn đang vui mà, vui lắm. Vẫn đang vui. Chiều đi bơi giơ tay. Bể bơi nhỏ lắm á. Đó. Đây, con tôi lên nôi nằm này. Cứ tưởng lúc đầu nó không quen nhưng mà cuối cùng mấy đêm mà nó cũng ngủ được hết. Được đi chơi phấn khởi dã man luôn. Tôi không biết là thực ra 4 tháng rưỡi thì tôi nghĩ là nó cũng chưa biết gì. Nhưng mà nó được nhìn những cái thứ mới, với lại được nhìn mẹ kiểu đèn đóm các thứ, rồi khung cảnh các kiểu, đi ngắm kiểu mẹ được đi thủy cung ngắm cá, vãi lìn thật. Ngày xưa mình kiểu 4 tuổi mình còn chưa biết mà cái xe máy như nào, cái xe đạp ra làm sao mà vãi cả lìn luôn. 4 tháng rưỡi là được đi máy bay các kiểu rồi. Đúng là bây giờ mẹ trẻ con thích thật. Vui thế con. Nhưng mà mỗi tội là cá sợ nước các bạn ạ. Cho xuống bể bơi khóc ré lên, không dám bơi. À đấy, thì đến tầm buổi chiều thì khi mà đoàn anh Độ bắt đầu đến nhận phòng thì họ có làm một cái bánh có biểu tượng như kiểu như là Streamer đấy các bạn, rất là cute. Làm một cái bánh, một cái bàn, rồi có hai cái máy tính đấy, các thứ. Cái bánh này thì bọn tôi cũng chả nhớ có ăn hay chưa nhỉ. Ăn rồi, cũng ngon, cũng ngon đấy. Cute, nhưng mà ở đây các bạn ấy làm cute lắm. Các bạn ấy trang trí rồi decor các kiểu cute lắm man. Mỗi tội làm con nhân vật không biết là chị chờ Simmer nào ấy, chứ không phải anh Độ đâu chồng. Chủ đáo quá, nó mới đâm với chồng nó đi. Em đoán là Phát ăn nhiều nhất á. Đợi tí em, xem tiếp rồi sẽ biết. Các bạn ạ, lần đầu đi du lịch của hai bố con tôi. Cái mùa này được vợ xem thời tiết ghi ở thời tiết cực đẹp. Ồ, đến mà vãi lìn. Thời tiết đẹp thật. Bây sáng đến trời nắng vãi lìn, đến chiều mưa to vãi. Thời tiết đẹp thật. Cứ đến chiều rồi mà đến giờ đi chơi là mưa to vãi cứt. Đấy, lý do tại sao mùa này đéo có ai đi chơi Phú Quốc cả. Lại đi chơi đúng mùa mưa thì mẹ chơi bời đéo gì. Xong rồi vợ chồng tôi còn tính đến cả đoạn nhá, mang xe đẩy cho con đi chơi, xong rồi đeo cả điệu để cho con đi chơi. Đấy, mang cả điệu các thứ đi để điệu con đi chơi, cuối cùng mưa. Mẹ, xong rồi chả có lúc nào đi chơi được các bạn ạ. Thế chỉ có ở nhà nghỉ dưỡng thôi. Đấy, nó thích mấy cái này lắm. Nó được điệu như này xong rồi nó được nhìn ấy. Mình đi lại không, xong nó được nhìn ấy. Nó thích lắm. Chuyến du lịch đầu tiên của cá biển. Đấy, thì bọn tôi đi thì sau khi mà tôi lướt điện thoại
thì nó lại có cái mẹ mày tin của bạn cách đây 1 năm. Thì đúng ngày này 1 năm trước bọn tôi cũng ở Phú Quốc. Ừ đúng mẹ, đúng ở cái resort này luôn, vãi cả lìn luôn. Thế đúng ngày này 1 năm trước, ờ anh em bọn tôi đi Phú Quốc cũng đúng ngày luôn, vãi đái. Là cũng đúng vào mẹ mà 20 tầm 30 tháng 10 giờ tháng 11. Đeo gì đâu, đấy là đeo lên để cho đi trong nhà thôi, xong rồi vợ chồng tôi lại cởi ra chứ mưa mà có đi đâu được đâu. Đây là buổi sáng ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau thì buổi tối ngày hôm đấy thì trời mưa, thì vợ chồng tôi cũng không đi ra nhà hàng để ăn cùng với lại cả công ty được. Thế là vợ chồng tôi ở nhà gọi đồ ăn ở khách sạn thôi. Ăn xong thì đây là sáng ngày hôm sau, thì sau khi mà thay quần áo cho cháu đó, thì buổi sáng này mẹ quyết định thay cho cháu bộ yếm bò để đi safari, đi Vin Wonder để chơi. Thì cháu vừa ngủ dậy thì chuẩn bị đến safari thì nghe được tin là mọi người đi safari về hết rồi. Thế thì thôi, mọi người về hết rồi thì thôi mình đi Vin Wonder để mình đi xem thủy cung. Đấy. Thì ôi bộ này đẹp nhờ, cute vậy. Trẻ con nó mặc quần áo kiểu mặc bộ nào trông nó cũng đẹp ấy. Thì không được đi xem các con vật thì thôi mình đi xem cá cũng được. Thì vừa đấy. Ủa, mà sao tôi chụp nhiều nhỉ? Nó các bạn là chụp ảnh trẻ con lúc đéo nó cũng phải chụp nhiều để lấy được cái ảnh đẹp. Tại trẻ con nó dễ lắm. Có mấy bà cô mẹ mải chụp ảnh đến mức cái ô bay mẹ vãi cả liền luôn, khoảng mấy chục mét rồi mấy bà cô vẫn đứng chụp ảnh kệ mẹ cái ô luôn. Ô bay vẫn luôn. Đam mê. Ấy mới lại lon ton chạy ra nhặt. Thì lúc đây là bọn tôi đến thì bọn tôi đang đợi mọi người, là bọn tôi đi sau. Vì mọi người dậy sớm lắm. Ví dụ như kiểu thằng cá ấy, là nó sẽ ngủ vào buổi sáng. Thế sáng như thế thì lại không đi chơi được. Nó ngủ thì đi chơi nó cũng chả ngắm được cái gì cả, mà nó lại còn khó chịu cơ. Thế thì ở nhà, nhà tôi ra sau thì mọi người buổi sáng mọi người đi safari chơi rồi. Buổi trưa bắt đầu mới hẹn nhau ở Vinpearl Wonder. Ờ cái chỗ này nó là chỗ mà kiểu cũng là khu vui chơi. Năm ngoái anh em bọn tôi đi rồi và tôi có cả vlog mà quay cả mấy cảnh mẹ bay bằng flycam các thứ rồi đấy. Thì các bạn không có gì nhiều nữa, không cần phải giới thiệu với các bạn nữa đâu đúng không? Đó anh em nhìn đoàn bạn du lịch này. Anh em nhìn đoàn này. Trông đen xì không? Nhìn có đoàn du lịch bọn tôi trông đen xì luôn, từ đầu đến đít luôn mà. Mẹ vãi cả lìn luôn, tất cả anh em mặc áo Missy Gaming luôn. Đấy, thấy vua Tùng Béo. Tùng Béo là phải đẩy nguyên một tập đoàn luôn. Nhưng mà vui, đông. Có ảnh tập thể thì ở trong điện thoại của anh Độ rồi. Tôi lại không cầm ảnh tập thể ở đây. Không có cho các bạn xem. Anh nên tìm hiểu cho bé phân biệt ngày đêm ý. Giờ nhiều gia đình có baby đã thành công không anh? Hả? Là sao ta? Mẹ trước sau gì nó chả biết. Là sao? Là như nào nhỉ? Lú thế? Là sao? Là ngủ đêm chơi ngày á? Ủa rồi ôi em ơi. Có con rồi em hiểu nhá. Mẹ 4 tháng mà em. Mới có 4 tháng mà em. Đến lúc mà cháu nó lớn thêm dần dần nhá. Trước nhá, trước mẹ lúc 1 tháng 2 tháng nhá. Mẹ có mà điều chỉnh. Giờ bắt đầu nó mới vào giờ của nó rồi. Xong rồi đến tầm mẹ nó lớn, nó là dần dần lên thì bắt đầu nó dần dần lên thì mình mới giờ giấc nó mới chuẩn được em ạ. Chứ bây giờ đang còn trẻ con mới có mấy tháng tuổi. Nhà tôi là còn trộm vía. Từ để tôi ban mẹ sau dạo này lắm quỷ thế nhở. Không hiểu sao mẹ dạo này lắm mẹ lắm trẻ trâu lắm quỷ thật. À, Quang Bạch. Nếu như các bạn không biết Quang Bạch, anh Phúc Cà Quang ấy, đồng nghiệp của tôi ấy, cũng là streamer ấy. Anh ấy cũng mới có em bé. Anh kêu lắm, khóc lắm. Thằng nhà Quang nó quấy. Như thằng nhà cá nhà tôi là còn trộm vía, cái thằng nhà Quang Bạch nó quấy. Khóc suốt ngày. Nó khó tính, nó khó chịu, dã man luôn. Mà hai vợ chồng trầm cảm đấy. Như thế thì rồi biết. Có một nhà hiền triết đã từng nói mà khi nào em có con rồi em sẽ hiểu. Hôm nay Vin Wonder
ngập tràn sắc đen. Đây là bố Hải, ông trưởng Minh Hải, bố của anh trưởng Minh Tùng. Bố Hải thì rất thích cháu cá, ông rất thích cháu, ông khoái lắm. Ông cứ mỗi lần nhìn thấy cháu là ông lại đánh mắt sang ông nhìn Tùng Béo phát. Ông lại trêu cháu, ông ra nhìn cháu, ông trêu cháu cái ông lại đánh mắt sang ông nhìn Tùng Béo phát. Ý là kiểu địt mẹ mày, lấy vợ đẻ con nhanh, đẻ cháu nhanh cho tao còn bế, nhanh mẹ mày lên, tao sắp già rồi đấy, kiểu kiểu như thế. Đúng đúng luôn như thế luôn, mà cứ thi thoảng lại đá mắt sang nhìn Tùng Béo phát. Tùng Béo lại thấy, cứ mỗi lần thấy bố Hải ra chơi với thằng cá là Tùng Béo lại lần ra đằng sau, lại lần đi. Thề luôn, tôi bắt bài Tùng Béo luôn. Mẹ, cứ mỗi lần mà bố Hải ra đi chơi trẻ con, trêu thằng cá này là Tùng Béo lại lần đi mà. Mẹ, cay thật. Ôi. Đây thì khi mà cháu đến Thủy Cung thì lúc ấy là cháu đang ngủ. Nên là nhà tôi quyết định là cho vợ tôi đi ngắm Thủy Cung, còn tôi thì quyết định là sẽ ngồi với con tôi ở chỗ cái bể đấy, vừa mát mà lại còn đỡ mệt. Thủy Cung thì tôi ngắm chán mẹ rồi. Đấy, có cả Huy Huế đây. Có con ngao này. Huy ơi, Thủy Cung có con ngao này. Ngao ơi. Ngao ơi. Huy suy mà, đúng mẹ. Huy suy mà các bạn. Mẹ suy vãi lìn luôn từ hôm, từ đợt mà các bạn nghe câu chuyện và từ cái đợt nó chia tay người yêu đấy hả? Trời ơi. Ủa? Mấy anh em tưởng là mẹ kiểu cũng theo dõi anh em trong team bọn tôi thì cũng phải biết thông tin là anh Huy chia tay người yêu chứ. Suy vãi lìn luôn thề. Trời ơi, suy lắm. Suy lắm đấy. Đây là cái bể, nói chung là các bạn biết rồi còn đéo nữa đúng không? Cái bể này thì anh em đi thì anh em biết rồi. Xong rồi tí nữa có thêm tí nàng tiên cá nữa. Bơi bơi, cái này thì anh em đi thì anh em biết rồi đúng không? Cũng nghĩa là anh em không có xa lạ gì với cái này nữa rồi. Okay, đấy, các bạn nhìn con tôi. Okay, các bạn nhìn con tôi ngồi ngắm cá này. Mẹ quá ok luôn đấy chứ. Quá ok luôn đấy. Đấy, ai muốn xem làng tiên cá tôi để cho các bạn xem làng tiên cá tí. Câu chuyện là mau lắm. Câu chuyện nó chỉ đơn giản là có ba nàng tiên cá dạo chơi ở trong vùng biển, xong có viên ngọc trai. Nó là viên ngọc trai được vua Thủy Tề hay là ai đấy tặng lại cho các nàng tiên cá. Nó là kiểu một cái biểu tượng hay là một cái gì đấy ở đấy của các nàng tiên cá mà họ phải giữ gìn. Thế sau đang đi dạo chơi, các nàng tiên cá đang yên đang lành, đang rảnh vãi đái, đéo hiểu. Các nàng tiên cá tự nhiên thì mẹ lôi viên ngọc trai ra vui đùa với nhau, ném qua ném lại. Xong rồi bốc một phát tự nhiên mẹ viên ngọc trai rơi mẹ xuống dưới đáy. Thế xong con nàng tiên cá lặn lên lặn xuống, đéo nhặt được viên ngọc trai, đéo tìm được. Thế xong từ đâu xuất hiện hai ông thợ lặn, lặn ra nhặt cho các nàng tiên cá viên ngọc trai, xong mang lên tặng lại cho các nàng tiên cá viên ngọc trai. Xong rồi mấy ông thợ lặn cùng với các nàng tiên cá vui đùa với nhau hết. What the fuck câu chuyện. Là mau mà. Nhưng mà xinh, nàng tiên cá xinh thật. Con tôi đam mê nàng tiên cá. Đấy, ngồi ngắm không rời mắt khỏi nàng tiên cá luôn. Đấu ma, không rời mắt luôn. Ê, nhưng mà bơi biết như này là cũng khó lắm đấy các bạn ạ. Độ sâu là khoảng 12 mét. Lặn xuống đây là khoảng 10 mét.
Onana. Quá được. Đấy, đây là chị, cô chị hai. Vừa đấy là cô em út, cô này là cô chị hai. Còn tí nữa cô chị cả xuống ấy. Ở đấy. Chị cả xuống chưa? Chưa xuống à? À đây. Athena. Với những người thương thao và mềm mại của mình, Athena có tính cách dịu dàng nhưng đồng thời cũng rất mạnh. Thả chị Linh Ngọc Đàm vào đây, vô địch luôn, mỹ nữ cá đuôi. Nàng luôn sẵn sàng bảo vệ và chỉ dạy cho các em. Vì thế, Athena được vua Thị Tề rất tin tưởng và giao viên ngọc trai quý giá cho nàng cất giữ. Đấy đấy, viên ngọc ngọc trai đấy. Viên ngọc trai đấy. Lờ mau thật. Thế sau khi mà xem xong câu chuyện của nàng tiên cá xong thì bọn tôi di chuyển, nói chung là di chuyển ra ngoài. Bởi vì là đi xem cá các thứ thì nó cũng không có gì cả. Thì thằng cá tôi nó cũng chán rồi. Thì vừa ra ngoài thì ở bên ngoài thì người ta cũng tổ chức diễn xiếc. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, chúng ta có thể thấy một đàn sứa. Đấy, hai cá ngựa, các bạn thấy không? Mà cá ngựa với lại cả con tôm đang đứng giao lưu trao đổi với nhau, cá ngựa nhưng mà lại múa. Nhưng các bạn biết điều gì xảy ra không? Nó là một chuyện, thì sau khi mà nhìn kỹ xong thì tôi mới phát hiện ra là con cá ngựa này nó lại là bạn học cùng với tôi thời cấp 3. Ôi vãi cả lồn luôn. Để mẹ tôi, lúc ấy tôi thấy bạn tôi đang làm việc thì tôi cũng không tiện gọi bạn tôi. Nhưng mà bạn tôi, nghề của bạn tôi là bạn tôi trước là làm bartender, kiểu cầm mấy cái chai, kiểu cũng làm, nói chung là cũng biểu diễn xiếc với lại bartender các kiểu ấy, cũng làm mấy cái nghề đấy mà, các thứ đấy. Chắc là bây giờ kiểu bartender chắc là cũng ít khách, hay là người ta cũng không khoái mấy cái trò đấy nữa rồi. Thế là bạn tôi chuyển sang làm cá ngựa ở VinWonder rồi. À, đây là công việc kiểu tôi nghĩ là công việc kiểu part time thôi, làm hết kiếm thêm. Đây là biểu diễn xiếc mà. Đây là người ta, đây là kiểu biểu diễn xiếc mà. Mấy cái này trẻ con khoái xem lắm. Ơi giời. Mấy cái này trẻ con khoái xem lắm. Đấy các bạn thấy không? Đi mà. Ngấp tay không rời, mắt không rời. Không rời mắt một tí nào luôn. Không rời mắt một tí nào luôn mà, đúng không trẻ con. Thì sau khi mà chơi ở VinWonder xong thì buổi chiều là mọi người ở công ty là sẽ đi chơi trò chơi mạo hiểm, xong rồi là công viên nước. Thì thôi, tôi thì vẫn cứ lịch trình như thế, cho em cá về thôi. Đấy, bởi vì em cá đi chơi nó cũng chỉ được đến như thế thôi, chiều còn về ngủ. Ngủ xong rồi tối còn đi ăn. Thế là chỉ có chơi được như vậy thôi. Thế thôi, em cá chiều về. Thì đến tối thì đến vẫn như thế, đến chiều về đến nơi thì bọn tôi mới nhìn thấy có cái bánh sinh nhật để ở đấy, có cả nến để đấy nữa. Thế là tôi mới bảo Nhu Nhi, Nhu Nhi ơi, có bánh kem này ngon chưa con ơi. Thực ra là tôi lúc đấy tôi không để ý là sinh nhật của Tùng. Thế là bọn tôi là bên công ty với mọi người là có tổ chức sinh nhật rồi, thế nhưng mà bên resort họ làm thêm một cái bánh nữa. Thế là Nhu Nhi mới chạy ra, bánh sô-cô-la. Thế là tôi mới lấy cái thanh sô-cô-la ở trên tôi cho Nhu Nhi ăn. Thế là Nhu Nhi ăn tiếp, thế tôi lại cắt thêm một miếng nữa cho Nhu Nhi ăn. Thế là mẹ mày chưa kịp chụp cái ảnh, chưa kịp chụp ảnh cái bánh hoàn chỉnh đã mẹ mày cắt mẹ ra ăn rồi. Thế lúc sau mới bảo chết mẹ rồi, chưa chụp ảnh. Thế là phải kiểu cắt lại một cái miếng như này, xong rồi set up lại decor như này để chụp ảnh này. Đấy, mở cả thiệp ra để chụp này. Đấy, trông cũng nghệ mà. Đấy, trông cũng ok mà.
Thì bây giờ thì Nhu Nhi nó bảo bánh sô cô la, thì bây giờ nó đòi ăn thì không cho nó ăn à, đúng không? Mẹ thấy tôi với Nhu Nhi cũng làm miếng. Lúc sau Tùng Sói về thấy cái bánh cái thứ Tùng Sói vẫn vui bình thường, không vấn đề gì cả. Nó không vấn đề gì hết, nó chính là chụp như này còn đẹp hơn. Chụp như này thôi nhá, bây giờ nhá, các bạn nhìn như này thôi đúng không? Trông nó đơn giản đúng không? À, tôi chỉ cần tôi chỉ cần cho nó một cái màu thôi. Đây. Trông nó thế thôi nhá, chụp đồ ăn nó dễ lắm. Chụp đồ ăn nó dễ lắm, đây, tôi chỉ cần cho nó một cái màu thôi. Mẹ phát trông nó ngon lành ngay. Còn nhiều ảnh lắm. Đây. Đổ quả màu vào phát nhá. Pochet này. Đấy. Xong này, công cụ này, phim nhựa này. Đấy, đóng bộ màu vào phát đó, thấy chưa? Đấy, mẹ trông nó lại đẹp ngay rồi còn gì nữa. Đúng không? Trông mẹ mới như chụp ảnh kiểu như quảng cáo đấy. Đấy, trông như chụp ảnh quảng cáo còn gì nữa. Tùng Sói không nói gì đâu. Trời ơi. Nói gì được? Đẹp thế. Thì sau khi đến tối thì bọn tôi đi ăn. Thì ăn thì cũng ăn cơm bình thường thôi. Thì mỗi bữa ăn thì mình cứ làm đôi lon bia nhẹ nhàng. Đôi lon Sài Gòn bạc. Đây là bữa tối các bạn ạ. Đấy, còn ai ăn nhiều nhất thì các bạn cứ nhìn xem. Đấy, trước mặt tôi. Đây là trước mặt của tôi. Cơm. Cái đĩa này là đĩa đựng xương trống trơn. Đây là của vợ tôi. Đây là của Tùng Béo. Tùng Béo ăn trứng và cơm. Đấy. Đấy. Đó, anh em đoán chưa? Còn phải đoán đâu. Đấy. Nhá, đấy nhá. Đấy nhá, bởi vì là sao? Cái đồ bọn tôi đặt cơm ấy là đi theo đoàn. Đặt cơm thì lúc nào cũng thế. Lúc nào đi theo đoàn đặt cơm thì sẽ phải đặt trước. Thì đoàn mà đến muộn chỉ cần 10 phút thôi là đồ ăn nguội hết. Mà đoàn thì sẽ có cả trẻ em, xong rồi là kiểu nhiều người, nên là đi lúc đéo bao giờ được đúng giờ. Mà anh Độ thì cũng sẽ không thể sấy được. Ví dụ như hôm thì Missy Vivu, hôm thì Missy Beauty, hôm thì Missy này, Missy kia, team này, team kia sẽ có người đi muộn. Ví dụ như nếu như mỗi anh em trong team tôi không thì địch bạn chắc chắn là sẽ bị sấy vãi lồn vì tôi đi muộn rồi. Nhưng đây không. Các bạn nhân viên mình không nên sấy các bạn, bởi vì chuyến này là chuyến đi chơi mà không sấy các bạn được. Thế nên là không sấy được ai hết. Nhưng mà đoàn thì hầu như lúc nào đi cũng sẽ bị muộn. Muộn so với giờ tập trung. Mấy con ghẹ này là giang me thì phải. Tôi không ăn con nào. Tôi không thích ăn ghẹ kiểu có giang me hay là gì cả. Tôi chỉ thích ăn ghẹ hấp. Cứ hấp là tôi ăn. Hải sản cứ hấp nóng là ăn ngon. Còn lại những cái vị khác thì không ăn. Đi bạn trông đỏ vãi lìn rồi bạn. Trông đỏ vãi lái rồi. Đó, sắp ngất. Đoạn sắp ngất rồi đấy. Đoạn sắp ngất rồi. Tí nữa là ngất giờ đấy. Đoạn bắt đầu là đang kiểu sắp ngất đến nơi rồi. Đấy, lúc sau thì bên nhà hàng họ tổ chức chúc mừng sinh nhật cho Tùng Sói. Thề mấy cô cứ bật quạt trần mẹ mà to vãi lồn thì đéo hiểu sao châm nến cho cháu được. Sướng. Tám tuổi rồi. Năm nay còn 7 nữa. 7 là qua tuổi 7 tuổi rồi con. Sinh nhật là mình 8 tuổi rồi. Sinh nhật xong vẫn 7 tuổi là thế nào? Qua sinh nhật rồi vẫn 7 tuổi là sao? Đây là lúc bọn tôi về nhà. Sau khi ăn sinh nhật xong thì bọn tôi về nhà thôi. Nghỉ ngơi ở nhà thôi chứ cũng không có thêm những cái chương trình gì khác. Đấy, thì cái mấy cái ảnh này thì các bạn biết rồi đúng không? Cái đoạn hội thoại các thứ thì các bạn biết rồi. Đấy, nhức đầu lắm. Thì Halloween thì
Đấy, cũng có tí không khí, hôm nay đúng Halloween mà, đội này vào cho có tí không khí Halloween các bạn ạ. Mẹ em trông phúng phính vãi một thề. Châu ơi, đi vào. Phúng phính vãi, sinh nhật Tùng Sói là 31 tháng 10 bạn ơi. Mà đấy, thế là hội đàn ông bọn tôi, hội chị em thì bọn tôi cho đi chơi hết. Hội đàn ông bọn tôi ở nhà, bọn tôi ngồi tâm sự, bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau, bọn tôi nằm nghe nhạc, bọn tôi ngồi xem bóng đá, bọn tôi ngồi xem mẹ mày các thứ các thứ đấy, các kiểu mà ở cô teo đẹp dai không đâu mà chả đẹp dai đi, chết chết người, đẹp dai như này chết người mất Tùng ạ. Dã man thật. À, cũng được cái trộm vía hội các cháu các con ở trong team thằng nào thằng đấy trộm vía, thằng đứa nào cũng xinh gái đẹp trai hết, được nhở. Nhìn hội này tương lai là hơn hội bọn tôi đấy, bọn tôi cũng bình thường nhưng mà hội hội lứa sau là có vẻ tương lai hơn đấy. Ông địt mà suy đã bảo là phê. Rất nhịp nhá. Suy vào đi, vào chân vẫn kiểu vẫn phải theo nhạc. Suy lắm rồi đấy. Ừ nhưng mà chân vẫn phải nháy theo nhạc hiểu không? Lại còn mở cắt đôi nỗi sầu nữa. Cay vãi lìn. Đây là đến buổi sáng ngày hôm sau ha. Sáng ngày hôm sau hay là đúng không nhỉ? Sáng ngày hôm sau bọn tôi ngủ dậy. Đi bạn, tôi cứ nghĩ là sáng thì thường thường là ngủ dậy và buổi sáng thì tôi sẽ ra làm mấy khói. Chào ngày mới cho một ngày mới ở thật sự là kiểu nhiều năng lượng và thật sự là tràn ngập niềm vui. Thì tôi với Tùng Tùng Béo hai anh em rủ nhau ra hồ bơi, xong rồi làm một đôi ngao. Thế là anh em bọn tôi vào, thì khi vào đến nơi thì tôi vừa vào trong phòng thì tôi ngồi ở ghế sofa ở giữa đấy, thì tôi đang nằm tôi hưởng một tí, tôi định bật nhạc để tôi nghe chill chill, tôi định bật tivi tôi xem, thì tôi mới bảo đi bạn đéo hiểu tôi phê hay là tao chưa tỉnh ngủ nhà Tùng Béo nhỉ. Tôi với Tùng Béo mới ngồi phân tích đi con mẹ. Tôi Tùng Béo ngồi phân tích hai cái bức tranh ở hai bên các bạn ạ. Đố ma. Tùng ơi, đéo phải anh phê đâu. Mẹ hai bức tranh ở hai bên này giống hệt nhau Tùng ạ. Bên này nó chỉ là bên này màu nó đậm hơn, còn bên này màu nó sáng hơn thôi. Đi bạn. Thề luôn, hai bức tranh ở hai bên này giống hệt nhau các bạn. Tôi kiểu, đi bạn đéo hiểu tại sao tôi nhìn cái tranh bên này xong tôi nhìn sang bên phải tôi thấy ớ đít mẹ. Sao nhở? Ừ, chết não bài đấy, giống hệt nhau luôn mà, cay thật. What the fuck? Đéo phải. Đấy sao tôi phải chụp ảnh lại để về cho các bạn xem lại là đúng. Là hai bức tranh này giống hệt nhau, chỉ là bức tranh bên này cái màu của nó là sáng hơn, nó là trời kiểu vào bình minh ha, vào buổi sáng ha, còn bên này là vào hoàng hôn ha. Ấy kiểu kiểu như thế ấy. Đồ ma. Là mình cứ ngồi mình đoán già đoán non, mình bảo Tùng Béo mày nhìn hay là do anh hay là do mày. Đéo phải, nó là do hai bức tranh giống hệt nhau. Lú đét. Thế là bọn tôi mới ngồi kiểu đợi đến giờ để bọn tôi đi ăn. Ăn trưa đây, bọn tôi đi ăn sáng về rồi thì bọn tôi ngồi đợi đến giờ để bọn tôi đi ăn trưa. Ấy, thì bọn tôi ngồi đéo biết mà làm gì cả, thì bọn tôi lại ngồi xem anh Piu, mẹ trưởng thôn ngồi xây dựng thành phố. Thì tôi mới nhận ra một điều là mẹ anh Piu xây dựng trông mẹ mới rối mắt ác. Ấy, học được kinh nghiệm rất là nhiều sau khi xem anh Piu xong. Thì tôi mới quyết định là đéo chơi City Skyline nữa. Tôi dừng lại để tôi đợi đến cuối tháng 11 này nó có bản Việt hóa, mình bắt đầu mình chơi vào một cách thật là sâu. Mình sâu đậm với con City Skyline này luôn. Nó có Việt hóa mà mình chơi thì các bạn xem các bạn cũng sẽ hiểu. Các bạn chơi các bạn đọc tiếng Anh, nhiều khi có nhiều bạn cũng giống như tôi không biết tiếng Anh, xem nó không hiểu nhưng mà có tiếng Việt vào rồi thì anh em cùng nhau xem thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Cho nên là trong tháng 11 này là mình sẽ chết với con ARK trước đã. Đến khoảng ngày mùng 6 là sẽ có server ARK thì mình chết với con ARK trước. Xong rồi khi mà ARK xong là mình chuyển sang con City Skyline này là vừa. Hợp lý không? Có tool Việt hóa à? Không, bọn anh không xài mấy cái đấy. Bọn anh chơi Việt hóa của The Red Team, nó là một đơn vị làm Việt hóa khá là uy tín và kiểu Việt hóa họ chuẩn. Họ Việt hóa chuẩn, nó Việt hóa từ riêng các thứ nó chuẩn lắm. Cho nên là cứ xài của The Red Team đi. Chứ còn mình mấy cái tool Việt hóa kia nó cứ thế nào ấy. Ấy thì đây là về rồi à? Đây là ngày về à? Không. Đây là bọn tôi đi đâu nhở?
Đi về á? Không không, chưa về. Ô đi về hay sao ấy? Ờ, đây là về rồi. Đây là về rồi. À đâu? Sáng ngày hôm sau đi đâu chơi nhở? Ủa? À không, đây là bọn tôi đi ăn trưa. Bọn tôi đi ăn trưa ngày ngày thứ 3, chưa về, đây là ngày thứ 3. Bọn tôi đi 4 ngày 3 đêm. Thì đây là ngày thứ 3. Đó, đây 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 đây. Đây là ngày thứ 3 bọn tôi đi ăn trưa. Đây, bác Độ bế đây. Lần đầu tiên hợp tác với bác Độ bế mà không khóc, không cáu gì cả, nằm ngoan. Bởi vì là nó phải ngồi nó nhìn một lúc. Bác Độ ngồi đối diện nó ngồi nó nhìn bác Độ một lúc thì nó mới nhận ra, ừ, nó mới định hình được là ừ, đây là bác Độ đấy, có thể là bế được. Đây là kiểu người quen của ông già. Đó, anh em với lại cả ông già mình, cho nên là có thể để cho bác bế được, an tâm. Đấy, các bạn thấy nó nằm an tâm không? Cá độ. Hai bác cháu cá độ. Hai bác cháu cá độ ạ. À. Này anh Đội đá bóng không á? Hình như là không hay sao đấy em ạ. Anh thấy anh Đội hình như là điểm danh là không. Không đi. Chắc anh Đội bận gì đấy. Không vui à? Mút thực sự. Em cá múp giùm. Anh có ra sân bóng không ạ? Anh có chứ. Đi đá lấy sức khỏe em ạ. Bọn anh nghiện đá bóng lắm. Nghiện vãi là lì luôn. Đấy thì bọn tôi đi ăn trưa ngày thứ 3 ở nhà hàng Xin Chào. Cái nhà hàng Xin Chào này thì mẹ chạy quảng cáo ở trên Facebook nhiều vãi là lìn luôn, thề. Đến mức mà tôi ngồi ăn ở trong nhà hàng rồi tôi lướt Facebook tôi còn thấy nhà hàng Xin Chào Phú Quốc xin gửi lời chào đến bạn. Mẹ, chúng tôi xin gửi bạn thực đơn của ngày hôm nay, các thứ vãi lìn chạy quảng cáo. Á! À. Thì tôi đoán chắc là chị trưởng đoàn này cũng thấy chạy quảng cáo là chị đặt. Cá được bao nhiêu kg á? Cháu được 8kg rồi. Đây, có ngao này. Đấy. Ngao trắng. Đó, đi ăn thì nó có mấy món cơ bản đấy thôi. Nem hải sản này. Nộm bò này. Nộm đu đủ đấy. Ừ, cơ bản thôi. Thịt rang. Ăn cơm. Hả? Đang xem đến cái đoạn, cái này là cải thảo. Cải thảo sao? Đây. Có cái bạn nào vừa nãy lúc đầu buổi livestream bạn ấy có comment bảo là chuyến này đi Tùng Béo chắc là ăn nhiều nhất ấy nhỉ? Đây là đĩa của Huy Huế hay là Tùng Béo nhỉ? Huy Huế. Ngồi cạnh tôi. Đây là đĩa của thầy. Đấy. Còn mẹ. Vừa đi ra cửa quán mà mình nhậu. Quán cơm phát thấy mẹ một quả Venus massage đẳng cấp độc lạ. Cho ta nhớ mãi. Venus. Ê, tay là tay chỉ nha. Nó chỉ bị tình cờ thôi, trùng hợp thôi. Thì đến chiều thì bọn tôi có di chuyển ra bể bơi. Bể bơi của khách sạn. Của chỗ bọn tôi ở đấy. À, cá đang giao lưu với lại cả fan. Thì chiều ngày hôm đấy tôi ngủ dậy muộn quá. Mẹ ngủ quên mẹ mất. Đéo dậy đi bơi với lại cả anh em được. Anh em đi bơi vãi lìn. Tôi thì tôi ngủ mẹ như chết luôn. Ê, bể này thì bọn tôi bơi rồi. Bể này là trước nó còn có cả cho thuê cả mẹ cái. Nó cho thuê cả cái thuyền để bơi cơ. Mẹ bể bật chê hộ luôn mà. Ở bể mẹ bật cả nhạc hip hop luôn. Chê hộ. Ừ.
cá vua mà. Hưởng ác luôn mà, đúng vua. Đấy thì đến buổi tối thì bọn tôi có đi ăn hải sản ở nhà hàng Hạnh Nhung. Thì thực ra là các bạn đi Phú Quốc thì các bạn cứ lên xem mấy cái review ấy, là người ta sẽ có mấy cái review là mình đi ăn ở đâu ngon, ở đâu rẻ, ở đâu ok. Đấy thì anh các bạn cứ lên các bạn xem thử review cho các bạn đi ăn thử, các bạn biết. Đấy thì khi bọn tôi đến thì đồ ăn đã được bày sẵn ở đây rồi. Thì trên bàn này thì tí nữa sẽ có thêm kiểu hai đĩa hàu nướng phô mai với hàu nướng mỡ hành, xong rồi sẽ có thêm ghẹ hấp. Đấy thì bọn tôi ăn uống hải sản đơn giản thôi, cơ bản vậy thôi. Gà rang muối này, à gà chiên mắm, nhầm, gà chiên mắm này. Ốc hương sốt phô mai. Ốc hương sốt phô mai. Canh chua, đấy, cơ bản vậy thôi. Bàn bọn tôi thì vẫn thế, vẫn ngồi với nhau, anh Độ Huy Huế Tùng Béo thầy. Mỗi người lại làm đôi ba lon bia. Ui, mẹ dạo này tôi uống bia nó cũng lên trình phết. Bữa đéo là ông làm mẹ 2 3 lon. Có bữa làm 3 lon, có bữa làm 2 lon mà uống xong thấy cũng bình thường, không say. Thế là được vã hồn. Ừ. Lên trình vã hồn. À, đi với anh em nhiều, uống bia nhiều là nó cũng lên cơ đấy. Không đùa đâu. Lấy tay phây. Lấy tay phây tí tí. Ấy, bọn có tí hải sản thôi. Thì ngồi bàn này lại may quá. Bàn lại có anh Độ, anh Tùng. Anh Tùng Béo với anh Độ lại còn dị ứng hải sản nữa. Tự nhiên thì bọn tôi lại phải ăn sấp đôi lên. Bình thường mỗi người chỉ được một con ghẹ thôi. Bàn tôi có mấy người dị ứng thì đâm ra lại tôi lại phải ăn x2 ghẹ. Thế là làm 2 con. Mà tôi lại còn trước khi đi du lịch Phú Quốc thì tôi phải lên TikTok. Tôi xem cách hướng dẫn ăn ghẹ một cách chuyên nghiệp và dễ dàng nhất. Để bạn tôi học được cách ăn ghẹ. Tôi ngồi tôi ăn mà anh Độ với lại cả Tùng Béo với cả chị Trang ngồi hốc mồm xem tôi ăn mà. Ăn kiểu chuyên nghiệp vãi luôn. Tách 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 chấm chấm ăn ăn mình gọn gàng luôn, không bỏ một miếng thịt nào, dã man thật. Đúng là tôi phải quay clip lại cho các bạn xem cơ, nhưng mà tôi ngại quay những lúc ăn uống lắm, tại ăn uống thì xấu hổ. Đấy thì sau khi mà mọi người ăn uống xong thì là đêm cuối cùng, ngày cuối cùng ở Phú Quốc, thì bọn tôi quyết định là đoàn sẽ cho mọi người đi chợ đêm. Thì chợ đêm Phú Quốc thì cũng không có gì cả. Thế là tôi với Tùng Béo với Huy Huế là quyết định ngồi ăn chè. Tôi làm cốc chè đậu xanh, Huy Huế làm cốc chè sầu riêng. Tùng Béo ăn chè gì thì đéo biết, chỉ biết là rất là nhiều đường. Địch mà ăn phát là bằng 10 buổi tập luôn. Nhưng Tùng Béo vẫn ăn hết cốc và đéo bỏ sót một giọt nào cả. Cái này thì đấy, tất cả bằng chứng là ở trên live stream hết rồi nhá thầy Đông nhá. Nếu như mà thầy có xem được thì là bằng chứng đây. Còn riêng về thầy Onip thì không cần phải nói rồi. Từ 12 giờ đêm, 12 giờ đêm chuẩn bị đi ngủ đến nơi rồi, thầy Onip còn cắt bánh ngọt, bánh gato ấy, bánh kem ấy, sô-cô-la các thứ ấy, thầy cắt một đĩa đầy ra để ăn. Thì là như nào anh Đông biết rồi nhá. Đấy, em không có nói gì thêm nhiều cả. Nói nhiều sợ thầy bảo là mẹ thằng này đi chơi cứ chụp ảnh lại xong rồi cứ mẹ thế này thế kia. Đấy, em không có muốn nói nhiều về cái chuyện đấy đâu. Nhiều khi ngại lắm. Nhưng mà đấy, đấy anh Đông ạ. Nó là như thế đấy. Nếu mà anh có xem được, anh có nghe được. Lú đeo chịu được. Cay thật. Đấy thì đến lúc mà bọn tôi sáng ngày hôm sau 10 rưỡi là bọn tôi đã phải check out khỏi resort để bọn tôi đi về. Thì 10 rưỡi thì khoảng lúc này là khoảng 9 giờ bọn tôi đi ăn sáng, tôi với Tùng Béo đi ăn sáng. Thì bọn tôi đi về thì trên đường bọn tôi đang về thì thấy có mấy anh nhân viên ở trong resort. Các anh ấy đang bổ dừa, đang thu hoạch dừa. Thế là tiện quá, đi ngang qua thì cũng hỏi quả dừa bé này có nước không anh. Thế tôi mới hỏi mấy anh là anh ơi, dừa bé này có nước không anh nhỉ? Thì mấy quả dừa to thì bọn tôi không hỏi. Tôi mới hỏi mấy quả dừa bé này có nước không anh? Bảo có anh ạ. Bảo u, mẹ thế cho em xin quả bé bé này nhá. Thế là anh ấy bảo luôn là ơi đây bọn em hái để bọn em bán ở nhà hàng ấy. Thế thì thôi. Tưởng các anh hái của resort hái thì kiểu cho khách được các thứ. Định xin quả nhỏ nhỏ thôi. Ai ngờ quả nhỏ cũng không cho. Thề luôn. Hỏi quả nhỏ rồi, định hỏi quả không dám hỏi quả to thì dám hỏi quả nhỏ thôi. Mẹ tí thì xin được đôi quả, tôi với Tùng Béo mỗi thằng làm quả thế là ngọt sớt. Thế thì chịu. Đây. Đây là chân của con mẹ Doan.
các bạn ạ, vợ thầy. À, biết sao bị sưng như này không? Mấy chị em thì lâu lâu được đi chơi mà tụ hội gặp nhau vui lắm, ngồi khoanh chân nhiều, mẹ bong gân chân luôn, sưng vù lên. Mẹ thầy về đến hôm ngày về đấy, thầy phải cõng về mà. Wow, tuyệt vời, ông mặt trời. Đúng là tuyệt vời, em số 1 luôn đấy. Số 1 Thái Thịnh luôn. Không tin được là mình có thể cưới được một người vợ như thế. Chồng làm vất vả, mua cả trà sữa chồng uống. Thật sự luôn. Oh my god. Ngồi bong. Đây tôi trêu thế thôi. Nó đi, nó bước xuống ở cái xe. Thì từ bước từ con xe 45 chỗ xuống thì nó có hai bậc. Nhưng mà bà đi mắt bà hếch lên hay là bà ấy đang mải nói chuyện hay làm cái gì ấy. Bà ấy nghĩ là nó có ba bậc. Bà bước phát xoải dài vãi lìn luôn. Thế là bà bước phát mẹ tòi phát bước một phát là từ trên và skip qua hai cái bậc kia luôn. Skip phát thế đó là bà bước phát xuống một cái đoạn mà từ cái chỗ trên cái bậc đấy xuống nó phải hơn mét. Xuống phát trẹo mẹ chân luôn. sưng to vãi lìn. Thế là thầy phải bế về ấy. Đây là Tùng Sói chụp. Tùng Sói mượn điện thoại chú. Chú Quang cho con mượn điện thoại ấy. Để con xem iPhone 19 chụp ảnh có đẹp hơn iPhone 10 của bố con không. Cay thật. Thế là Tùng Sói nó lại có cái chế độ chụp này như này. Nó là chế độ chụp mà kiểu chế độ chụp mà cái gì đấy tôi không biết, nó chân dung. Ừ. Thế là vào chụp tôi đấy, kiểu này trông được vãi lìn luôn, nghệ chưa, trông được vãi lái luôn, hơi bị sâu ấy đó. Thì đây là bọn tôi đang check out để bọn tôi đi về đấy, đến giờ về rồi thì về thôi, tạm biệt Phú Quốc đấy. Thì chú cháu tôi cũng có kịp thời chụp với con ảnh Hip to the Hope với nhau, tạo cái dáng các thứ với nhau. Hip hop nhẹ nhàng tí ti thôi. Ủa, tưởng thấy ăn sáng rồi. Thấy chưa ăn sáng? Máy quay của tôi đang quay điện thoại. Lúc này điện thoại tôi báo là 11:53. Thì buổi sáng ngày hôm đấy lúc mà bọn tôi ra check out ấy, thì đoàn có nói là bữa trưa ngày hôm nay đoàn nhà mình là không ăn trưa nha. Các em đi ăn sáng muộn một chút là khoảng 10:30 các em ăn sáng, xong rồi mình check out, xong rồi mình đi ra sân bay rồi mình về luôn là đẹp. Mình không ăn trưa nha. Thì vợ thầy bị bong gân chân, thế cho nên là vợ thầy không đi ăn sáng được. Thì vợ thầy ra sân bay mới ăn. Còn thầy thì tôi với Tùng Béo đi ăn sáng lúc 9:00. Thì tôi với Tùng Béo đi ăn sáng xong về nhà nằm xem tivi. Thế thầy lóc cóc 10:00 thầy mở cửa ra. Thầy bắt đầu thầy bảo đi ăn sáng. Là lỗi là 10:00 thầy đi ăn sáng. Thì khoảng 10:30 là bọn tôi đã thấy thầy có mặt ở sảnh. Thì tôi đoán là khoảng 10:30 là thầy ăn xong. Thì 10:30 đến 12:00 là nó chỉ có 1:30 thôi. Mà đi ăn sáng ở đây nó là đi ăn buffet các bạn hiểu không? Là đi ăn buffet tức là sao ạ? Ôi, từ. Đi ăn buffet là sao ạ? Đi ăn buffet tức là mình ăn bao nhiêu cũng được. Mình ăn no vãi, ăn nhiều thứ vãi đái luôn. Đấy, mình cách có 1:30 thôi. Ủa, tưởng thầy ăn sáng rồi. Thầy chưa ăn sáng à? Không chịu được, không chịu được à? Đói quá à? Ăn rồi nhưng mà ăn với vợ cho vui. Nhưng mà các bạn biết không, thầy bảo là thầy ăn với vợ cho vui thôi, nhưng mà thầy vẫn ăn hết cái bát đấy. Vẫn ăn hết cái bát này. Thì đây là sân bay, thì tức là từ cái lúc mà thầy ăn xong đến bây giờ là mới cách có 1 tiếng thôi. 1:30 thôi. Nó mới cách có 1:30 thôi. Đấy. Nó mới cách nhau có 1:30 thôi các bạn ạ. Còn đây là ảnh của chị Miu khi mà Tùng Sói lấy điện thoại tôi chụp ảnh của chị Miu. Nếu mà tôi ăn rồi thầy mà bị anh Đông ép căng vào chuyến đi xả ác á. Nếu như
Trong team tôi hiện tại có hai người đang tập gym theo chế độ giảm cân là Kadir, là thầy, với lại cả Tùng Béo. Thì Tùng Béo là tôi, là một thằng mà tôi ghi nhận nó là thằng ăn uống rất 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 có chế độ và rất biết cách. Tức là nó biết nhịn. Nó biết nhịn. Tức là sao? Nó thèm lắm đấy. Thì bọn tôi ăn mà nó nhìn nó thèm, nhưng nó vẫn không dám ăn. Nó nhịn. Chỉ có đi du lịch các thứ này nó mới ăn thôi. Mà nó ăn không nhiều, nó ăn cũng kiểu để mẹ chọn lọc cơ. Nó không ăn kiểu mẹ mày, cái đéo gì nó không ăn, cái gì nó không ăn cả, nó ăn chọn lọc lắm. Nhưng mà riêng thầy Onip thì tôi thấy là không có chế độ con mẹ gì hết. Chế độ đéo gì đi mẹ. Chế độ với tao đéo có chế độ gì hết. Đây là lúc sau bọn tôi có chụp lại mấy cái ảnh học Tùng Sói chụp, nhưng mà có chụp ở đâu, mỗi Tùng Sói chụp được thôi. Mỗi Tùng Sói chụp được thôi, bọn tôi có học được chụp đâu. Mỗi Tùng Sói chụp được thôi, ở đây là cốt vé. Đó, thì lúc sau bọn tôi lên máy bay. Đấy, chuẩn bị kết thúc chuyến hành trình Phú Quốc. Đó, đó. Đấy, thì tôi cũng nhờ anh Độ bảo anh đứng để em chụp feedback cái vali. Thực ra là có cái vali này ấy, nói chung nói thật với các bạn là nhà tôi thì không bán kiểu chuyên về vali. Đó, nhưng mà tôi vẫn bảo với các bạn rồi, nhà tôi cái đéo gì cũng bán, cái đéo gì cũng làm. Nếu mà các bạn cần thì ví dụ như cái vali này thì tôi mới bảo anh Độ là anh đứng để cho em chụp cái ảnh feedback vali của anh khách. Thì xong rồi cũng có khá là nhiều bạn feedback. À, có khá là nhiều bạn inbox vào trong shop của nhà tôi, bảo là em muốn làm cái vali giống hệt của anh Độ. Thì thực ra là làm thì làm được thôi. Mà em làm được cái một thì làm được cái hai giống hệt mà, có gì đâu. Thế nhưng mà bên tôi làm có lương tâm. Bọn tôi không sản xuất hàng loạt và không làm hàng loạt những cái giống nhau. Bạn làm thì bạn phải có phong cách riêng của bạn. Làm lại còn làm giống hệt của anh Độ nữa thì cái của anh Độ nó lại thành mẹ không limited nữa rồi, đúng không? Nó lại không limited nữa rồi. Thế là bây giờ các bạn làm thì các bạn thích PC gaming tôi vẫn vẽ cho các bạn được, nhưng mà nó phải có một sự thay đổi gì nó khác đi chứ, lại còn làm giống hệt nữa thì nó còn cái giá trị gì của cái vali này nữa, đúng không? Mình làm nó phải thay đổi, đã là custom rồi thì custom thì nó phải làm custom, nó phải có sự riêng, nó phải có sự mẹ kiểu đặc biệt riêng chứ, lại còn custom lại còn làm giống hệt nữa thì cắt làm cái gì, đúng không các bạn ạ? Đúng rồi, không làm được giá thì các nhắc. Ôi rồi ôi các bạn ơi, nói cho các bạn nghe, nói thật với anh em ở kênh chat, hầu như là những cái người xem của anh em mình ấy, như là anh em của tôi ấy, những người xem ấy, hầu như là các bạn học sinh sinh viên. Thì các bạn lấy đâu ra nhiều tiền để mà các bạn bảo là 20, 30, rồi là 30 triệu hay là bao nhiêu. Lấy đâu ra à, lấy đâu ra tiền để mà báo cho người ta như thế. Các bạn biết sau cái vụ anh Độ đi Úc về, thế xong rồi là có đến hàng tỷ người hỏi anh Độ là mua cái quần đấy ở đâu. Nhưng anh Độ cũng không có thời gian để mà trả lời. Thì sau cái buổi live stream của tôi live stream thì tôi có khoe là reaction vlog của anh Độ, và tôi có nói với các bạn là cái quần này anh Độ mua ở shop tôi đấy. Thì có đến đâu đấy khoảng hơn 100 cái inbox nhắn tin vào shop hỏi mua cái quần đấy. Hơn 100 cái inbox nha. Nhưng không bán được một cái quần nào khi mà mọi người nhận được cái mức gọi là giá của cái quần đấy. Và tôi cũng đéo hiểu lý do tại sao, nhưng mà sau khi anh Độ mặc cái quần đấy đi Úc xong, và sau khi tôi mua cho thằng Bô thằng Dép hai quần đấy xong, thì mẹ nó cách đây 3 hôm tôi vừa check xong thì hai quần đấy lên giá các bạn ạ. May vãi cứt. Vừa mua cho hai ông em xong thì hai quần đấy nó lên giá, nó tăng mỗi cái khoảng 2-3 triệu cơ, đéo phải là rẻ đâu, nó tăng lên khoảng, ví dụ trước là 11 triệu, bây giờ nó là 15-16 triệu. Đổ mẹ. May là anh em mình mua sớm, không là đéo còn quần mà mua luôn. Đấy, thì đấy. Đéo hiểu kiểu gì. Đó, thì sau khi mà bọn tôi lên máy bay, bọn tôi lên xe buýt để bọn tôi về Thái Thịnh, thì bọn tôi có quay lại có chụp một cái ảnh, xong rồi cũng có đăng bài vào để cảm ơn anh em trong công ty. Đâu ấy nhỉ? Cảm ơn công ty. Đây. Đấy. Thì vợ chồng tôi cũng có đăng bài để cảm ơn công ty, nhưng không thấy anh chị nói lại gì cả. Cảm ơn sâu sắc mà. Sâu sắc mà. Đấy không? Đấy, đi chơi xong là năm sau khi được đi châu Âu đấy. Thật đấy chứ.
năm sau mình có khi được đi châu Âu ấy các bạn ạ. Hết rồi. Hết rồi. Đấy. Chuyến đi chơi này nó chỉ có thế thôi. Bởi vì sao? Nói thật với các bạn là chuyến này đi ấy là chủ yếu là thay chỗ, đổi chỗ trông con. Chuyến này đi là đổi chỗ trông con chứ cũng không phải là mẹ đi du lịch nữa. Tại con nhỏ mà. Ok.